anh giữ chân lý vẫn luôn sáng soi. Truyền kể nhân gian người xưa tương truyền rằng là ác xa ác báo xa tựa như tấm gương phản chiếu tôi đồ. Truyền kể nhân gian người xưa cũng vẫn tương truyền rằng là sống tốt thiện giả thiện lai sánh tựa nhật quang coi trời. Ngày ngày trong cõi nhân sinh bơi tranh quyền đoạt vì chắc âm như chớ bàn tay bỏ quên lương tâm con người hận thù chim trong lời danh sống mãi một đời áo vòng nhắm mắt hay ác hận từng đêm trắng đen vô thường chẳng đẹp tìm trời đâu chưa một ai nghiệp ác dân ta lạc vào tội lỗi u mê càng có nhân tâm hai người đời nuôi cho tương lai bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa làm sao thoát nghiệp trần tội lỗi kia đạo lý lương tâm con người ở đời xưa nay nghiệp ác hay nghiệp hiền lành đều cùng bơi gió ta lương tâm mỗi người đều tựa bên ngọc quý mà đất nước do lửa có đất muốn trời chân lý ấy qua ngàn đời vẫn truyền lưu. Bà ơi, Gia Bảo ơi, cha về rồi nè. Dạ thưa cha mới về. Thưa cha mới về. À, ừ, hôm nay cha rất vui, mọi việc đã suôn sẻ và công trình sẽ thi công vào đầu tháng này. Vậy thì tốt quá ha cha. Lão đại đã đồng ý bắt tay với cha để làm công trình này và ông ta có lời khen con dâu của cha. Dạ thưa cha, chuyện này tất cả là do anh Bảo nghĩ ra kế, chứ con chỉ thực hiện theo thôi cha. Nè, thì coi như là công của hai vợ chồng con vậy. Thế cha vui như vậy, tụi con thấy cũng xứng đáng cha. Nè, bây giờ phải ăn mừng thôi. Ngày mai mình mở tiệc ăn mừng mới được. Bà nè, gia đình mình thoát nạn á là nhờ hai vợ chồng thằng Bảo, phải cúng lễ tạ tổ tiên và ăn mừng mới được. Bà chuẩn bị cho tôi bữa tiệc thật thịnh soạn nghe. Nè, nè mợ ơi, mợ, con không dám đâu mà mợ ơi. Đây có phải là thuốc độc đâu mà mày sợ, chỉ là thuốc mê thôi mà. Mợ ơi, nhưng mà làm vậy để gì vậy mợ? Sẵn trong nhà mọi người đang phấn khích vui vẻ, sẽ không đề phòng. Mày chỉ cần pha vào canh cho họ mê man là được. Mợ ơi, con xin mợ, con không dám đâu mà mợ ơi. Mợ tha cho con đi mà mợ, con có dám làm đâu mà mợ ơi. Được rồi, nếu mày không làm á thì tao sẽ nói hết chuyện của mày, để xem mày trả lời sao với mụ già đó. Mợ, mợ ơi, mợ ơi, mợ đừng có làm vậy mà mợ. Mợ ơi, vậy bây giờ mày có làm không? Làm không? Dạ, con làm. Nếu tao nói thuốc độc á thì làm sao mày dám? Còn ngu như bò. Bà ta chắc chắn đa nghi, không dám ăn rồi. Nhưng chồng chết, con trai chết thì bà ta cũng quá điên mà chết theo thôi.
với nó. Tại sao mày lại nhẫn tâm tiếp tay cho nó hãm hại cả gia đình này chứ? Mày đã làm gì tội lỗi mà để cho nó nắm được hết của mày, để nó sai khiến mày phản lại tao? Bà tha cho con đi bà ơi, con biết lỗi rồi bà ơi. Dù mày có bất cứ tội gì, tao cũng có thể tha thứ. Nhưng tội giết chết cả nhà tao, tao không tha thứ. Bà nói gì nghe ghê quá vậy bà? Nó đã đưa thuốc độc để mày bỏ vào canh, giết chết cả ông và cậu. Nó muốn tao phải sống dở chết dở để chứng kiến chuyện này. Dạ không phải đâu bà, cái này chỉ là thuốc mê thôi mà bà. Cái khùng này, mày ngủ như là con bò. Nếu đây là thuốc mê, dạ, mày dám uống thử hay không? Bà tha cho con đi bà ơi. Bà ơi, tha cho con đi bà. Con không có biết là mợ ghê gớm như vậy. Nó không phải là con dâu nhà này, nó là quan gia vô đây để trả thù nhà này. Mày không có hiểu đâu. Bà ơi, bà tha cho con đi bà ơi. Con có biết gì đâu bà ơi. Bây giờ con phải làm sao hả bà? Bà ơi, con có biết gì hết bà ơi. Mày im đi, rên rỉ hoài. Bây giờ mày cứ mang canh này lên cho ông già cậu. Bà ơi, con không có dám đâu mà bà. Đi bà đi. Ra cho con đi bà ơi, bà đừng có bắt tạ con mà bà ơi. Tao đã nói rồi, mày đem canh này lên cho ông già cậu. Mau lên. Sao bà sai con làm điều này chứ? Mày nín. Bà ơi, mày nghe tao nói đây. Mang canh này lên để tao vạch trần bộ mặt nó ra cho mọi người chứng kiến. Lúc đó mọi người mới sáng mắt ra, hiểu chưa? Bà ơi, đi. Mời cha. Ờ con. Dạ con mời ông, mời cậu, mời mợ ăn cơm. Ờ. Dạ hôm nay con có nấu món canh đặc biệt để cho mọi người thưởng thức. Cha, cha thấy vợ con chu đáo ghê chưa? Ờ. Con mời cha. Cảm ơn con. Chàng cũng ăn một chén đi. Cảm ơn. Không, hai người không được ăn chén canh này. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ căng thẳng dữ vậy? Tại sao lại không được ăn chén canh này? Thôi bà ra rồi á thì ngồi xuống ăn đi. Con dâu á, nó nấu canh ngon lắm nè. Canh này không ăn được, tại vì trong đó có độc. Mà nói gì lạ vậy? Cái gì mà trong canh lại có độc chứ? Là nó, chính nó, nó muốn sát hại ông và thằng Bảo nên bỏ độc vào canh. Nhưng mày, mày không ngờ là tao đã biết rõ âm mưu của mày, có đúng không? Mẹ. Bà nói cái gì nghe mà thấy ghê vậy? Đúng là ghê rợn đúng không? Nhưng chính tôi đã nghe nó. Nó sai con bẹp bỏ thuốc độc vào canh để hại hai cho con ông chết. Nhưng mà tại sao vợ con là muốn giết con chứ?
Mày nói gì mà nghe ghê vậy? Trong lòng của nó còn khủng khiếp hơn những gì mẹ nói. Mẹ, có thể mẹ có ác cảm với con, nhưng sao mẹ có thể nghĩ ra chuyện con đầu độc cha con và chồng con như vậy được chứ? Con làm như vậy để làm gì hả mẹ? Mày đừng có ở đó mà tỏ vẻ vô tội nữa. Mày muốn tao chứng kiến cảnh chồng và con tao chết để trả thù tao. Mày muốn tao phải chịu nỗi đau đớn mà mày đã chịu đựng trước đây sao? Mẹ, mày đang nói gì vậy? Giữa hai người có thù oán gì sao? Chuyện này con cứ hỏi nó thì sẽ rõ. Mẹ, cha, anh, em bị oan. Em không có làm như vậy đâu. Con bị oan thưa cha. Con bị oan. Oan hả? Vậy thì mày có dám ăn chén canh này không? Mẹ, đừng mà mẹ. Nè, mẹ mày không dám có đúng không? Hả? Mày không dám thì là đúng rồi. Tao biết, nhưng tao vẫn để con bẹt bưng canh lên vì tao muốn mọi người chứng kiến bộ mặt thật của mày. Trong canh có gì chỉ có mày mới biết. Mày muốn thanh minh mình trong sạch thì giờ mày ăn hết chén canh đó đi. Thôi mẹ, ăn đi. Sao? Bỏ đi mà mẹ. Mày sợ rồi hả? Mặt mày mày tới xanh rồi kìa. Ông thấy đó, nó có dám ăn đâu. Thằng Út đâu? Út! Thằng Út đâu? Mau đi kêu quan quân tới đây. Bảo với quan là có kẻ âm mưu đầu độc giết chết cả gia đình này. Bà Lệ, đừng con. Lệ, Lệ con. Nè, Vợ. Trời, con. Vợ, con sao vậy? Vợ ơi, Lệ, Vợ có sao không? Lệ, Lệ, Lệ. Con không ngờ có ngày con phải chịu oan ức như vậy. Bị ghép tội giết chết cả gia đình chồng thì sao mà sống nổi hả mẹ? Mày, tại sao mày chưa chết? Có phải thuốc độc này thấm từ từ có đúng không? Hả? Bé, con bé đâu? Mày lên đây mau. Bé. Dạ, dạ. Mày lại đây. Mày nói mau. Mày hãy nói cho ông với cậu biết, có phải con Lẹ đưa cho mày gói thuốc độc mà nói là gói thuốc mê để mày bỏ vào nồi canh để hạ độc ông và cậu có đúng không? Mày cứ nói ra đi. Đừng có sợ, tao không có bắt tội mày chuyện cũ đâu. Bé, chuyện như thế nào? Nói cho cậu nghe. Mợ ơi, con xin lỗi mợ. Bẹp à, mày không có lỗi gì hết. Nó là con ác phụ, nó không còn tính người. Mày không theo nó làm chuyện ác được. Con xin lỗi mợ vì đã im lặng để cho bà nhục mạ mợ nãy giờ. Mày nói cái gì vậy? Nè, bẹp. Hả? Mày nói cái gì vậy? Nói đi, sự thật là sao? Bẹp, nói nhanh lên. Dạ, con thưa ông, con thưa cậu, thật sự á là mợ không có đưa cho con thuốc mê hay thuốc độc gì hết á. Mà tại bà kêu con á là phải tố giác mợ trước mặt ông với lại cậu. Mày... con không có dám cãi nên con thấy tội mợ quá nên là con phải nói sự thật. Mẹ ơi, sao mày làm vậy chứ? Mà bà thôi đủ rồi. Mày dám nói gì tao như vậy hả? Mày dừng tay. Bà ơi, cha ơi, tao hiểu rồi. Đây là kế của nó. Còn mày, mày là đứa phản chủ. Mày khốn nạn. Mày nghĩ nó sai khiến để hại lợi tao. Mày đã tỏa rập với nó để đưa tao về bẫy có đúng hay không? Bà ơi, không có. Bà ơi, mẹ, được rồi mà mẹ, dừng tay lại đi mẹ ơi. Mẹ ơi, dừng tay lại đi mẹ. Bà ơi.
Cái chuyện như vậy mà bà cũng nghĩ ra được hay sao chứ? Con bé, đi ra nhà sau. Dạ. Thiệt tình, không thể nào hiểu nổi bà được. Bà càng ngày càng quá đáng mà. Ông ơi. Dạ. Ông ơi. Dạ. Ông ơi. Dạ bảo, cha hiểu lầm mẹ rồi. Nghe lời mẹ đi con. Mẹ đã bị quên. Chính nó và con bẹp đã thông đồng để hại mẹ. Thôi đi mẹ, đủ lắm rồi. Dạ bảo. Bảo à. Bảo. Giờ thì không ai tin bà nữa đâu. Ai cũng quay lưng lại với bà rồi. Mày, nhất định tao sẽ vạch mặt mày. Con khốn. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn rủ lòng thương cho kẻ mù lòa này. Hãy bố thí cho một ngày đồng để kẻ mù lòa này có chén cơm sống qua ngày. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn giúp tôi. Giúp tôi mà. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn rủ lòng thương cho kẻ mù lòa này. Hãy bố thí cho tôi một ngày đồng để tôi sống qua ngày. Cô bác ơi, hãy rủ lòng thương cho tôi đi cô bác ơi. Cô bác ơi, tôi đói quá rồi. Sáng giờ tôi chưa có hộp cơm nào ở trong bụng. Cô bác ơi. Ông ơi bà ơi. Sao đang của tôi vậy? Tôi lấy gì tôi xin ăn? Chào thầy Bảnh. Tôi có nhìn lầm thầy Bảnh không ta? Thầy Bảnh đạo mạo, tài giỏi, năm xưa đây sao? Sao bây giờ lại thê thảm đến như vậy chứ? Cô Lẽ, lại là mày. Chính mày đã hại tao ra nông nổi như vậy. Tao sẽ đi cáo với quan. Quan sẽ trừng trị mày. Mày chờ đó đi. Hả? Nếu cần lên quan thì tôi sẽ dẫn ông đi. Quan huyện đang truy tìm ông bấy lâu nay đó. Ông mà dẫn xác lên á thì chắc ngày ấy sẽ mừng lắm đó. Cô Lẽ ơi, tôi biết tội tôi rồi. Cô hãy bao dung rộng lượng mà tha thứ cho tôi. Tôi lại cô đâu cô rồi. Cô hãy cho tôi con đường sống đi. Bây giờ tôi thấy thảm lắm cô Lẽ ơi. Cô tha cho tôi đi bà cô Lẽ ơi. Cái mạng chó của ông, ta chỉ muốn quăng xuống vực cho tan thây. Nhưng mà như vậy thì dễ cho ông quá. Ta muốn ông nếm đủ đau đớn và hành hạ để ông biết được ông đã gây ra cho anh Tâm khổ sở như thế nào. Cô Lẽ ơi, tôi hối hận lắm. Đêm nào tôi cũng ám ảnh chuyện năm xưa tôi đã gây ra cho cậu Tâm. Trời ơi, nếu tôi có thể chết đi thì tôi đã chết rồi. Bây giờ cô muốn tôi phải làm sao? Cô muốn tôi làm sao hả cô Lẽ? Cô nói đi. Tôi muốn ông phải bị sự trừng trị thích đáng với những gì ông đã làm. Người có muốn được thưởng bạc không? Cô cứ dạy. Lôi cổ tên này đến cổng công đường và trình báo. Người sẽ được thưởng công vì đã giúp quan huyện bắt được tên tội phạm lẩn trốn bấy lâu nay. Dạ. Cô Lẽ ơi, tôi xin cô đó cô Lẽ. Cô đừng làm vậy mà. Tôi không muốn bị khảo tra trong ngục tù đâu. Tôi không muốn bị lôi ra pháp đường xử chém. Đừng cô Lẽ ơi. Đừng làm gì cô Lẽ ơi. 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 Anh có linh thiêng thì về đây chân giáp. Kẻ hại anh đã bị trừng trị đích đáng rồi. Anh cũng đã ngậm cười nơi chính suối rồi, đúng không anh Tâm?
Đúng là cô Lẹ mà tôi biết đã không còn. Thay vào đó là một M2 đầy ác độc và thù hận. Tôi đã chứng kiến và không tin vào mắt của mình nữa mà. Mẹ hai của Gia Kiệt ngày trước và bây giờ là hai người khác nhau. Có trách là trách gia đình này đã gây ra những điều mà khiến chị Lệ phải thay đổi. Trong đó có tôi nữa. Tôi đã gián tiếp gây ra chuyện cho mợ hai. Anh nói gì? Anh đã làm gì chị Lệ? Đó là chuyện ngày trước. Trước khi mợ hai về làm vợ của cậu hai, tôi thấy mình tội lỗi quá. Trong nhà này bây giờ thật ghê sợ. Tôi không biết sắp tới sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Thương cho Gia Kiệt, hai mẹ con cô vô tội mà bị lôi vào chuyện thù hận của người lớn. Phải đi ra khỏi cái nhà này, đi càng xa càng tốt. Mẹ thật là ngày càng quá đáng. Đáng lẽ ra hôm nay á, gia đình mình vui vẻ, thành ra là như vậy. Thiệt là thương cha, nhưng mà hôm nay cha đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa thấy về. Chắc là cha buồn cho nên đi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa đó mà. Nhưng mà như vậy em càng lo cho cha. Sao anh không tìm cha về để hàn gắn với mẹ? Thôi, cứ để mẹ một mình, để cho mẹ suy nghĩ thêm về những hành động của mẹ. Sẽ không để cho bà chết dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ để cho bà sống, sống để chứng kiến nỗi đau, để chứng kiến gia đình này tan nát. Và bà phải chết dần, chết dần vì đau khổ. Đó mới là điều tôi muốn. Con đừng sợ, con đừng sợ. Được rồi, con đừng sợ. Mẹ sẽ che chở cho con. Con ướt không lạnh đâu. Anh Út. Anh Út, không biết đến khi nào mới gặp lại anh để đáp tạ ơn nữa. Đừng có nói nhiều nữa, bây giờ mau đi đi, để bị lộ là chết cả hai đó. Dạ. Mợ ơi, mợ ơi, mợ. Lẹ đi mợ. Mợ.
Có chuyện gì? Dạ có chuyện rồi mợ ơi. Mợ đi theo con, nhanh lên mợ. Mợ. Vậy là sao? Thừa lúc á, đêm qua mưa to gió lớn, con Thắm nó đã bồng Gia Kiệt bỏ trốn đi rồi mợ. Thiệt là sơ sẩy tin người nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Anh Út. Dạ. Đêm qua anh ở đâu? Dạ đêm qua tôi mệt quá nên ngủ sai không biết gì. Trời rậm tôi còn không hay nữa mà. Hai người lên báo cho ông bà hay tin đi. Dạ. Dạ mợ. Nữa không biết sao có tờ giấy truy nã ở đây nữa. Thảo Hoàng à, bắt hết mấy người này đi. Thôi vậy đó, thôi con cháu là phải cẩn thận lắm á, ở trong nhà là chắc ăn hết. Dạ. Vậy hả? Dạ. Cha. Sao rồi cha? Quan Quân có manh mối gì chưa cha? Quan Quân cũng ra cáo thị khắp chốn, ả ta cũng chưa đi được xa đâu. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nhưng mà nó bắt Gia Kiệt để làm gì? Nếu cần bạc thì mình có thể đưa cho nó mà, tại sao lại bắt Gia Kiệt chứ? Phù hộ cho Gia Kiệt. Có phải Thấm có ý định muốn đem con bỏ trốn từ lâu rồi đúng không? Đúng là vậy. Nhưng cô ta làm vậy thì sẽ bại lộ chuyện Gia Kiệt không phải là con ruột của em. Mẹ sẽ không tha cho em đâu. Công trình thì sắp khởi công mà gia đình thì lại rối ren như thế này. Lòng dạ nào mà anh lên kinh để lo việc thi công công trình ở trong cung đây. Ngay cả cha cũng lo lắng mất ăn mất ngủ. Anh có thấy thái độ của mẹ lạ không? Mẹ như thế nào? Từ khi Gia Kiệt mất tích, mẹ không hề lo lắng hay sốt ruột gì hết. Cứ như là không phải con cháu của mẹ vậy đó. Đúng rồi. Tại sao mẹ lại như vậy? Chắc có lẽ mẹ còn buồn chuyện cũ cho nên không thương Gia Kiệt. Em không nghĩ như vậy đâu. Chứ em nghĩ sao? Lúc mang thai, mẹ đã một hai muốn bỏ đứa cháu này. Và khi có Gia Kiệt xuất hiện trong nhà này,
mẹ lại tỏ vẻ thờ ơ và xem nó như cái gai trước mắt. Không lẽ mẹ muốn nhổ cái gai này hay sao? Tại sao mẹ lại có thể làm như vậy được chứ? Từ lúc con chó đá trước nhà bị dẹp bỏ vì Gia Kiệt, mẹ đâm ra có ác cảm với nó. Em thấy mẹ nhìn Gia Kiệt rất khắc nghiệt. Em sợ mẹ đã làm chuyện này. Ý em nói là mẹ xúi con Thấm ôm Gia Kiệt bỏ trốn đó sao? Em chưa có chắc, nhưng mà thái độ của mẹ làm cho em nghi ngờ. Không thể nào. Dĩ nhiên không có ai nghĩ là mẹ sẽ làm như vậy với cháu nội của mình. Nhưng lúc trước cho em uống thuốc trục thai cũng chính là mẹ kia mà. Anh thì không hiểu nổi. Hay là mẹ biết được Gia Kiệt là con của Thống? Nếu mẹ biết thì em làm gì còn ở trong nhà này. Em có cảm giác dù Thấm bồng Gia Kiệt bỏ đi là có mẹ nhúng tay vào. Anh nhìn ra vật này không? Đây là vòng của Gia Kiệt, hay đeo ở chân mà. Em lấy nó đâu ra vậy? Trong phòng của mẹ đó. Cái gì? Trong phòng mẹ hả? Ừ. Thật sao? Để em nhắn người về quê dặn dì Mùi xem có thấy con Thấm về quê không. Nhưng mà chắc nó không có dám đâu. Anh Út. Dạ, mợ gọi tôi. Anh thấy tôi đối xử với người làm công có quá hà khắc không? Dạ, sao mợ lại hỏi tôi như vậy? Vậy mà con Thấm lại lấy quán trả ơn làm tôi lao đao vì chuyện này. Nếu Gia Kiệt nó mà có mệnh hệ gì, chắc là tôi sẽ sống không yên. Bà sẽ vịn vào cái cớ này mà cưới thêm vợ cho cậu, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà không nương tình. Thấm cũng có cái khó của Thấm. Thấm có nói gì với anh Út sao? Dạ không có gì đâu mợ. Tôi biết á, Thấm dại dột cho nên nhất thời bồng bột thôi, chứ cô ấy không phải là người xấu. Tại cô ấy bắt đứa cháu đích tôn của nhà này nên ông nổi giận mới báo quan. Cô ấy thì làm sao thoát khỏi cái trấn này khi quan quân canh hết các cổng ra vào. Rủi như bị bắt thì có phải là bị tù đài giam cầm rồi đâm ra khổ không? Anh Út nè, nếu như anh biết cô Thấm đang ở đâu thì anh nhắn với cổ là mang Gia Kiệt quay về đi. Tôi sẽ xin với cha chồng của tôi bỏ qua hết, rồi mọi thứ sẽ như không có gì xảy ra hết. Được vậy hả mợ? Được chứ. Nhà này quen biết với quan huyện sở tại mà. Chỉ cần họ không truy cứu thì mọi việc coi như nhầm lẫn thôi. Như vậy là cô ấy sẽ không bị khép tội bắt cóc trẻ thơ phải không mợ? Đúng rồi. Phải chi tôi gặp được, tôi sẽ khuyên cổ quay về. Cho Gia Kiệt quá, không biết bây giờ thằng bé ra sao nữa, không biết con Thấm đang ở đâu. Chắc là thằng Gia Kiệt nó quá sợ dữ lắm. Mẹ ơi, mẹ nghĩ con Thấm đánh bắt Gia Kiệt với mục đích gì? Nó có đồ tiền chuộc không?
Hay là nó bán Gia Kiệt cho kẻ xấu hả mẹ? Con hỏi mẹ thì làm sao mà biết được. Có phải là mẹ cũng đang lo lắng cho Gia Kiệt đúng không? Bởi vì nó là giọt máu của con, cũng là cháu nội của mẹ mà. Làm sao mà mẹ không lo cho cháu nội của mẹ, có phải không mẹ? Mẹ có nghĩ là ngoài con Thấm ra còn có ai đứng sau lưng chuyện này hay không mẹ? Mẹ có nghĩ giống như con vậy không mẹ? Sao con lại hỏi mẹ như vậy? Con không có nghĩ con Thấm nó dám to gan dám làm điều đó. Con mong là nó không có nhất thời làm điều đó, không có ai suối bẫy nó. Có thể là vì nguyên nhân khác. Sao con không hỏi vợ con đi? Vợ con biết gì hả mẹ? Thì mẹ nghĩ nó rành hơn mẹ mà. Dạ, vợ con đã về quê, đang dò la tin tức của Thấm. Con chỉ lo nếu bắt được Thấm, chắc chắn Thấm sẽ khai ra kẻ đứng sau lưng suối làm chuyện này. Mẹ có nghĩ là sẽ kinh thiên động địa không mẹ? Mẹ không biết. Dạ, thôi mẹ mệt rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Con xin phép về phòng. Chuyện này rốt cuộc là âm mưu của con Lẹ hay chỉ là sự bộc phát của con Thấm? Thôi bữa sau nghe cô. Cậu, cứ xem đồng đàn đi cậu. Đồng đàn mới không nè. Mấy cái này đẹp lắm. Thôi rồi ha. Cái màu này nè. Để hồi tôi quay lại nha. Màu này đẹp hơn. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cậu xem màu nào. Thôi lựa cái màu vàng. Dạ. Anh Út. Anh Út, anh Út. Thấm. Thấm. Anh Út. Sao cô không bỏ đi mà còn ở trong trấn như vậy? Quan quân canh chừng khắp nơi, làm sao mẹ em đi xa được? Vậy bây giờ Thấm tính làm sao? Em cũng không biết tính làm sao hết. Lúc em chạy trốn, Thấy mình bị gián cáo thị truy nã vì bắt cóc trẻ con, nên em chạy đại rồi trốn vô đây. Ban đêm mới dám ló ra ngoài. Khổ thân cho Thấm quá. Anh ơi, mẹ con em còn được sống không? Em muốn tìm cậu hai để nói chuyện này. Nhưng mà cậu hai tin mợ hai dữ lắm, chắc gì tin lời Thấm nói. Vậy còn anh có bị nghi ngờ gì không? Chắc là không đâu. Tôi không có tỏ ý gì hết. Chắc mợ hai không có nghi ngờ gì đâu. Nhưng mà chuyện cô bắt Gia Kiệt đi sẽ làm hỏng kế hoạch của mợ. Mợ tức dữ lắm. Sau này em cũng không biết phải sống sao đây. Khi bị mang tiếng là bắt cóc trẻ con, sao em lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ? Mẹ ruột mà lại là tội nhân, mang tội bắt cóc con ruột của mình là sao? Chuyện này thật là khó xử. Thấm à, cô đã bị tình ngay Lý Giang rồi. Mợ hai cũng có nói, nếu cô mang Gia Kiệt về thì mợ sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện. Hay là cô quay về đi, nói chuyện với mợ hai. Chứ cứ trốn chui trốn nhủi về hoài sao mà được. Không, không được. Chị Lệ bây giờ không như trước nữa. Em không tin những gì chị ấy hứa nữa. Em sợ chị ấy lại đợi bắt con em rồi chia cắt mẹ con em nữa.
Tôi có cách này nè, để tôi uống thử với cậu hai xem sao. Dạ. Cậu, chắc là cậu lo cho Gia Kiệt lắm đúng không? Tại sao con Thắm lại suy nghĩ nông cạn như vậy? Nếu nó túng thiếu bạc thì chỉ cần nói cậu một tiếng. Cậu à, con có chuyện này muốn thưa với cậu. Chuyện gì? Nói đi. Cậu à, cậu có thể không tin con, nhưng chuyện này là sự thật. Cậu phải hứa với con là cậu đừng có nói với mợ nghe cậu. Nhưng mà là chuyện gì cứ nói đi. Làm gì mà ấp úp, mợ ai mà biết là chuyện gì. Dạ con muốn. Chuyện gì? Dạ, nói đi con... đè lên con... Nè mợ, có chuyện gì? Có cần phải rào trước đón sau như vậy không? Dạ con. Con muốn mượn bạc cậu nên sợ mợ la. Sao lại la? Mà anh mượn bạc để làm gì? Dạ con. À phải rồi, số là con có quen một cô gái ở ngoài chợ. Con muốn mua vòng để tặng cổ, mà con không có đủ tiền nên con muốn mượn cậu. Mày đúng là dở hơi. Trong nhà đang gặp chuyện rối ren, ở đó mà hỏi bạc để đi tỏ tình. Mày khỏi hỏi, tao không có cho mượn đâu. Dạ con biết lỗi rồi, con xuống sau làm việc ạ. Dạ mợ. Nè, sao mợ lại đưa bạc cho con? Anh cần tiền thì cứ nói với tôi, cậu trăm công nghìn việc, đừng có làm phiền cậu nghe không? Dạ con cảm ơn mợ. Anh Út gặp Thắm rồi đúng không? Cô ấy đang ở đâu? Dạ mợ ơi, Thắm có vẻ hối hận chuyện mình làm lắm. Cô ấy thật là tội nghiệp. Chắc là cổ cũng có nói với anh về hoàn cảnh của tôi, với lại chuyện Gia Kiệt là con ruột của Thắm. Dạ có thưa mợ, cô ấy muốn quay về đây để tạ lỗi với mợ. Mợ ơi, mợ có thể giúp cho cô ấy được không? Tôi đã nói rồi, lúc này á chỉ có tôi mới giúp được Thắm thôi. Nếu để Hoàng Quân bắt được thì nguy lắm. Dạ Thắm có nhờ con chuyển lời với mợ là Thắm sẽ ẩm Gia Kiệt về đây. Vậy thì anh Út chỉ chỗ Thắm ở hiện nay cho tôi đi. Dạ. Trong môn kiếm quân tôi thần từ hiếu trung, ơn sâu tròn đạo phụ tứ, trăm năm lòng son nghĩa một đời. Phù sướng phù tùy.
xưa nay sang em trong muôn kiếm như mây phù vân thoáng qua, nhưng sinh lệ nghĩa chi tín cho nên vội quên lẽ ngũ thường. Chuyện nay tính giữa trái lưng lên thời một giá chúng hiếu làm đầu, gái lớn lên thời chữ tiến thành là câu trao mình, để huynh trao nặng lời danh tứ tôn chớ vong tình âm nghĩa phu thế. Bởi do đứng nhân mà